mọi người luôn. Bên này là cây bông trang ha, cái này là hồng có phấn. Mấy loại cây ha, cây này là cây trang hồng phấn, dê một là trang hồng phấn lá nhỏ. Tốt nha mọi người. Rồi hoành nó là gần 12, chút xíu mới tới 12. Chiều cao đó là 33, đường kính bầu 16. Rồi cái dê 1 là cái trang hồng phấn. Mã số dê 1 em giao lưu với mọi người là 300 ngàn em bao ship. Đây. Mã số này là mã số dê 2. Trang hồng phấn luôn ha. Cái này là lúc mà bứng á, chặt trúng ở đây chút thôi nha mọi người. Hay có sẹo chặt trúng đế á. Hoành đây là 13, chiều cao nó là 34, đường kính bầu nó là 14. Rồi cây dê 2 300 ngàn luôn em bao ship. Tiếp theo là mã số dê 3. Cây dê ba này cũng là cây trang hồng phấn, hồng phấn lá nhỏ ha. Hoành ở đây là 14, cũ quá bự. Chiều cao nó là 38, đường kính bầu nó là 12 thôi. Chặt trúng như này không biết. Rồi cây dê ba này em giao lưu với mọi người là 350 ngàn. Tiếp theo là dê 4, cũng trang hồng phấn luôn nha anh em. Cái gọng đế nó bị chày chày để cho chặt trúng đấy mọi người. Anh đâm chọi chưa nè, nhúng chọi hết luôn ha. Dê 4, cái này là nó có hai cái nhánh mà này nó dính vô đây luôn rồi, em đo luôn ha. Hoành ở đây đó là 14. Chiều cao của nó là 29. Đường kính bầu nó là 14. Rồi mã số dê 4 300 ngàn bao ship cái trang hồng phấn. Cái rồi, trang vàng. Mã số dê 5. Trang dê vàng. Dê 5 này là cái trang vàng lá nhỏ ha. Hoành ở đây là 11 rưỡi. Chiều cao nó là 24. Đường kính bầu thì tầm 13. Rồi, cái trang vàng này mã số là dê 5 300 ngàn em bao ship. Dê 6. Cũng trang vàng lá nhỏ luôn anh em ơi. Hoành đây là 15, chiều cao đó là 28, đường kính bầu nó 14. Rồi mã số này là mã số dê 6 350 ngàn bao ship cái trang vàng lá nhỏ. Đây là cây dê 7. Dê 7 ha, trang vàng lá nhỏ luôn. Hoành của nó là 12 rưỡi. Đây có một cái nhánh này nó tét mà nó dính lại nha mọi người. Nè. Nó tét này nó. Chiều cao của nó là 36. Đường kính bầu nó là 18. Rồi dê 7 350 ngàn cái trang vàng lá nhỏ. Tiếp theo là dê 8. Cây cốt khá đẹp nha em. Hoành nó 10. Chiều cao của nó là 42. Đường kính bầu 18. Dê 8 250 ngàn em bao ship. Mấy này là trang vàng lá nhỏ nha. Dê 9. Đi trang vàng lá nhỏ luôn nè, đâm nhọn chưa. Hoành nó là 10. Đây là 12. Chiều cao của nó là 44. Đường kính bầu 18. Rồi mã số dê 9 250 ngàn em bao ship. Tiếp theo là dê 10. Cái này là có cái sẹo rồi, lúc trước có cái nhánh tét nha mọi người. Có sẹo nè, nhưng mà cái sẹo rồi nha. Này có cái sẹo nè. Ở trên đây có một cái nhánh đây nó bị tét thôi nè. Đó, nhưng mà nó vẫn đâm chồi trên đây. Nó tét nên em cắt bỏ cho anh em ha. Hoành nó là 11. Là nhánh nó cắt bỏ nha anh em. Chiều cao nó là 50. Bị tét. Đường kính bầu nó là 19. Rồi mã số này là mã số dê 10. Em giao lưu với mọi người là 250 ngàn bao ship. Dê
11. Cái này nó có bị dây tét nhẹ em đây nè, nhưng mà tét nhẹ này tét nhẹ một bên thôi nha, bên đây không có. Hạ xuống dây 11. Quạnh đây là 12, tuốt cái này 12 nha mọi người. Chiều cao của nó là 26. Dê 11 250.000 ba ship. Cái chân vàng đá nhỏ. Dê 12 là chân đỏ nghe nè. Rồi cây này là dê 12. Chân đỏ. Chân đỏ lá nhỏ. Nó bị chày mới chỗ này nè. Chày. Đó, này chày ha. Anh em về cắt lại cũng được ha. Nó bị cả để nhiều cây quá cỏ nha. Chen đỏ, hoành nó 16. Chiều cao của nó là 32. Đường kính bầu nó là 19. Dê 12 em giao lưu cho mọi người là 300.000 ba ship. Cái chen đỏ lá nhỏ. Rồi, xin chào tất cả anh em đam mê cây cảnh ha. Hôm nay em có về một lô kéo. Lô kéo này trước kia, hồi trước kia em cũng giới thiệu với anh em rồi. Cũng rất nhiều anh em ủng hộ, thấy cũng khá là ok ha anh em. Đó, đây là loại kéo em, kéo này là em đã từng xài ha anh em. Đây, cây đây em đã từng xài rồi, thấy nó rất là tốt mà nó rẻ nữa nên em giới thiệu cho anh em ha. Chứ không phải là hàng chưa xài mà đem giới thiệu cho anh em ha. Đây, hàng cái kéo em đã xài rồi nha anh em. Đây, nó đây, xài cả năm mấy hai năm mà nó vẫn còn bền mà hay lắm anh em. Thì em giới thiệu sơ quá ha anh em. Đây là này thì hàng nó ghi đây là của Nhật Bản nè, SK6 nè. Đây là cũng Nhật Bản nè. Đó, này là Kabuki nè, cũng của Nhật nữa nè. Đó. Thì một cây á, em nói giá trước rồi em test cho anh em xem ha. Một cây kéo này thì có giá là 120.000, em bao ship cho anh em. Anh em muốn chọn cây nào chọn. Một cái lò xo, một cái loại này, một cái lò xo, một cái loại này, hai cái ha. Ha, là báo giá cho anh em biết trước luôn. Còn nếu mà anh em mua hai cây thì em để cho anh em 220.000 nha anh em. Em bao ship. Nói chung thấy nó rẻ bền nên giới thiệu cho anh em xem. Rồi, test hàng cho anh em xem. Đây là cây kéo em đã sử dụng ha. Nè, cắt đây là cây bông trang Mỹ Hồng nè. Cành nó cứng ngắt nè. Nè, cắt cho anh em xem nè ha, khoan. Đó. Này kéo cũ rồi đó nghe anh em. Đó, rất là ngọt anh em xem mà cắt nè. Rất là ngọt luôn ha. Đó. Rồi đây, dây nhôm. Dây nhôm này 3 ly thì vậy đó. Cắt nè, rất là ngọt luôn. Đó nè, em xài lâu mà nó vẫn chưa bị mẻ nè. Anh em xài kỹ nè, rất là bền ha. Bền rẻ nữa anh em ơi, thật sự rất là rẻ. Đây nó có lò xo thay nữa nè ha. Đó nè, mở cái mới ra test cho anh em thử luôn. Đó, hàng mới chất lượng đàng hoàng anh em. Hàng mới. Đó, hàng mới giá còn 120.000 mà bao ship luôn. Đây em test thử cho anh em xem, rất là ngọt luôn anh em, nhìn mà cắt nè, ngọt hơn cái kéo cũ, tại vì này là kéo cũ thôi anh em. Đây là kéo mới anh em, thấy nhìn cái mặt cắt nè, rất là ngọt luôn ha. Một cây kéo này đó em sẽ ship cho anh em giá là 120.000, em bao ship ha. Còn hai cây là 240, em giảm cho anh em 20, còn là 220.000 hai cây. Đó, hàng này em đã xài rồi, nó rất là tốt, nó bền nữa anh em ơi. Nó thật sự với anh em mà xài chơi cây mà xài mấy hàng này trung bình cũng được rồi, không cần. Nếu mà anh em ấy hơn thì xài hàng xịn, hàng Nhật em cũng có luôn. Hàng bãi Nhật á, hàng xịn á, hàng ấy á. Nhưng cái hàng này nó rất là rẻ, nó bền nữa anh em ơi. Đó, cắt cây anh em xin mặt cắt nè. Đó, nhìn mặt cắt nè ha. Đó, nó rất là chất lượng cái mặt cắt luôn ha. Cây cắt bằng Úc, đây là tay Úc luôn nè. Đó, cũng rất là ok nha anh em. Rồi, xin chào anh em ha. Anh em nào đặt hàng thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0788 753 876. Đó, hàng rất là đẹp. Chất lượng luôn nha anh em. Rất là ok. Đó, anh em muốn chọn bên nào thì chọn ha. Một cây đỏ trắng hoặc là một cây màu đen. Hai cây thì là 220, hàng rất là bền nha anh em xài nè. Xài hàng 2 năm rồi đó. Nó cắt nè. Đó, mặt cắt cũng rất là ngọt nè. Cây này xài 2 năm rồi đó, cây nãy cắt mặt ngọt dữ nè anh em xem nè.
ha. Rồi, xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em ha clip sau ha. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha anh em.